Nguyên Quý xin kính chào quý vị khán giả của đài VBTV. Trong chương trình bình luận ngày hôm nay, Nguyên Quý xin gửi đến quý vị một đề tài là liệu bà Hillary Clinton có khả năng trở thành nữ tổng thống Mỹ đầu tiên? Thưa quý vị, ngày 18 tháng 1 năm 2016 vừa qua, Viện Kinh tế Thế giới và Quan hệ Quốc tế thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Nga công bố dự báo về chính sách đối ngoại thường niên và nhận định rằng bà Hillary Clinton sẽ đắc cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới Báo cáo này nhận định rằng thành công của bà Hillary Clinton ở giai đoạn cuối của cuộc tranh cử sẽ phụ thuộc vào phần lớn khả năng làm những chuyện không thể. Đó là đưa ra một giải pháp trung hòa làm hài lòng cả hai cực chính trị ở Mỹ. Trong buổi tranh luận hôm 17 tháng 1, bà Clinton bày tỏ lập trường ủng hộ tổng thống Mỹ Barack Obama và những chính sách của chính quyền Obama ở Syria. Cuộc đàm phán hạt nhân với Iran và ca ngợi ông Obama vì đã đưa nước Mỹ thoát khỏi cuộc đại suy thoái những chiến thuật mà bà Clinton đã sử dụng những năm trước để đánh bại đối thủ có thể không tác dụng với một đối thủ khó đoán như ông Donald Trump trong khi đó các nghị sĩ đảng dân chủ cho rằng đảng của họ có thể tuột mất cơ hội nếu không đưa ra chiến lược đối phó ông Trump một cách nghiêm túc những ngày sau khi ứng viên đảng cộng hòa Donald Trump đánh bại các đối thủ trong đảng của ông tại cuộc bầu cử sơ bộ ở bang South Carolina và Nevada các nghị sĩ dân chủ ủng hộ bà Hillary Clinton đã sắp xếp hàng loạt cuộc họp để giải đáp một câu hỏi mà nhiều người không bao giờ nghĩ là sẽ xảy ra. Đó là chúng ta phải làm gì để đánh bại ông Trump ở cuộc bầu cử. Một số nghị sĩ dân chủ cho rằng nếu được chọn làm ứng viên tổng thống, bà Hillary sẽ dễ dàng đánh bại ông Trump. Họ tin rằng những phát ngôn bạo miệng của ông Trump về vấn đề nhập cư, phụ nữ cũng như thế giới Hồi giáo sẽ khiến ông mất điểm trong nhiều người Mỹ. Và họ tin rằng Vị trí đăng lên của người da màu, người Mỹ gốc Latin và cử tri nữ sẽ giúp bà Hillary giành chiến thắng nếu bà trở thành ứng cử viên của Đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, những người khác, trong đó có cựu Tổng thống Bill Clinton, lại bác bỏ quan điểm này. Họ cho rằng ông Trump rõ ràng hiểu được tâm lý cử tri. Do đó, muốn thắng ông, chiến dịch của bà Hillary cần chứng minh được ông ấy là người nguy hiểm và mù quáng. Các nghệ sĩ Dân Chủ nói rằng Họ có thể để tuột bất chức Tổng thống nếu không có chiến lược đối phó với ông một cách nghiêm túc, giống như các đối thủ Đảng Cộng Hòa đã làm trong chiến dịch vận động trong cuộc bầu cử sơ bộ. Trong cuộc tranh luận đầu tiên của Đảng Dân Chủ hồi mùa hè năm ngoái, người quản lý chiến dịch tranh cử của bà Hillary, ông Robbie Mook, không đánh giá cao ông Trump. Tuy nhiên, hiện giờ ông và Cộng sự coi ông Trump là đối thủ đáng gờm nhất khi ông này bắt đầu nói về những vấn đề của kinh tế Mỹ và khiến dư luận tin rằng các chính trị gia truyền thống không thể giải quyết được những vấn đề đó. Trước mặt công chúng, nhóm tranh cử của bà Hillary tỏ ra không quan tâm đến phía Cộng hòa. Nhưng phía sau họ và các nghị sĩ dân chủ nỗ lực tìm hiểu căn nguyên sức hút của ông Trump trước dư luận, cũng như tìm hiểu về sự nghiệp kinh doanh của ông tỷ phú 70 tuổi này. Jeff Garin, nguyên trưởng nhóm chiến lược gia của bà Hillary trong chiến dịch vận động năm 2008, cho biết chiến lược chống lại ông Trump sẽ được chia thành hai cấp độ thứ nhất là tính khí của ông ta, thứ hai là đánh giá liệu ông ấy có thích hợp với vai trò điều hành một quốc gia không. Tại sao Carolina và Tennessee, bà Hillary đã triển khai cái mà các cố vấn cho là chiến dịch chống niềm tin mù quán để đả kích ông Trump trong ngày siêu thứ ba vừa qua, bà Hillary nói rằng nước Mỹ cần nhiều hơn nữa tình thương và sự tử tế, gắn kết cộng đồng, dỡ bỏ rào cản thay vì xây tường thành và tách biệt giữa chúng ta và họ trong khi đó ông Trump phủ nhận là người có niềm tin mù quáng đồng thời tỷ phú này còn lấy chuyện bà Hillary dùng thư điện tử cá nhân khi tại nhiệm và chuyện ngoại tình để làm vũ khí chống lại bà trong lúc bà Hillary dành sức lực cho cuộc vận động tranh cử các nhóm dân chủ bắt đầu ngồi lại để vạch ra một chiến lược nhằm đánh bại Trump kế hoạch gồm ba hướng chính là mô tả Trump là kiểu doanh nhân tàn nhẫn đi ngược lại lợi ích của tầng lớp lao động và quảng bá những bình luận khiếm nhã của Trump về vấn đề phụ nữ để tác động tới các nữ cử tri, làm lộ rõ tính khí của Trump không phù hợp với cương vị lãnh đạo của một quốc gia. Chiến dịch đó dường như đã bắt đầu hình thành với việc các nhóm ủng hộ bà Hillary đang chuẩn bị sẵn các bản thảo và chương trình quảng cáo để bộc lộ ông Trump sẽ là kẻ thù của tầng lớp lao động trong khi tính khí của ông này có thể đẩy nước Mỹ vào nguy hiểm. American Bridge một tổ chức ủng hộ bà Hillary đã lập ra một nhóm chuyên gia thuế và kinh doanh để nghiên cứu các tài liệu của ủy ban chứng khoán và hội đoái mỹ cũng như các hồ sơ tòa án liên quan tới công việc kinh doanh của ông Trump trong thời gian tới Priority USA Action một nhóm khác ủng hộ bà Hillary cũng sẽ bắt đầu chiến dịch tuyên truyền chống lại ông Trump với chiến lược tương tự và theo kế hoạch này chồng bà là ông Bill Clinton sẽ công kích ông Trump trong các bài phát biểu về phía bà Hillary. Bản thân bà cũng bắt đầu dùng chiến lược này khi trong bài phát biểu trước cử tri ngày siêu thứ ba vừa qua, bà đã công kích khẩu hiệu mà ông Trump đưa ra là đưa nước Mỹ hùng mạnh trở lại và một khẩu hiệu khác đó là đưa nước Mỹ thành khối thống nhất trở lại. Nếu những chiến lược này không hiệu quả, các cố vấn của bà Hillary lo ngại rằng ông Trump có thể trở thành đối thủ đáng lo ngại ở một số bang mà Obama từng chiến thắng trước đó là năm 2008 và 2012 như North Carolina và cả những bang trước đây Đảng Dân chủ rất tin tưởng vào như là Ohio, Florida, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin. Bên cạnh nhiều sự ủng hộ từ các chính trị gia và dân chúng, giới thời trang cũng ủng hộ bà Hillary Clinton đắc cử tổng thống. Tại buổi ra mắt bộ sưu tập Thu Đông 2016 mới đây, thuộc khuôn khổ Paris Fashion Week, nhà thiết kế nổi tiếng Karl Lagerfeld đã thẳng thắn chia sẻ quan điểm về chiến dịch bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Ông nói, tôi nghĩ họ đã có Tổng thống da màu đầu tiên, rồi họ cần một Tổng thống nữ đầu tiên nữa. Tôi thích ý tưởng đó, rồi ngày nào cũng sẽ là ngày 8 tháng 3. Nhà thiết kế 82 tuổi này cũng cho biết thêm, ngoài bà Hillary Clinton, ông thấy không còn ai để mà ủng hộ Thực tế, giám đốc sáng tạo của thương hiệu Chanel không phải là người duy nhất muốn bà Clinton đắc cử tổng thống. Tại New York Fashion Week hồi tháng 2 năm 2016, các nhà thiết kế như Marc Jacobs, Tory Burch, Public School trực tiếp thể hiện sự ủng hộ dành cho cựu Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ trên sàn diễn. Họ thiết kế những chiếc áo T-shirt đặc biệt có in hình hoặc dòng chữ liên quan đến bà Hillary. Marc Jacobs chia sẻ với Vogue: "Tôi luôn có niềm tin mãnh liệt vào sự bình đẳng giới." Tôi thiết kế chiếc áo này như một cách để đấu tranh cho sự bình đẳng và tôi tự hào vì điều đó. Hy vọng bà Hillary sẽ trở thành Tổng thống. Trong khi đó, bộ đôi nhà thiết kế của Public School, Maxwell, Osborne và Dow Yichao bày tỏ nếu bà Hillary chiến thắng sẽ mở ra một chương trình mới và rõ nét trong câu chuyện nước Mỹ. Sẽ chẳng có sự đột phá nào nếu như mọi thứ cứ đi theo quy luật vốn có của nó sự thay đổi đến từ những điều khác biệt. Ngoài những gương mặt nổi tiếng trong thế giới thời trang, bà Hillary Clinton cũng nhận được sự ủng hộ từ các ca sĩ, diễn viên đình đám. Demi Lovato từng xuất hiện cùng nữ chính trị gia 68 tuổi tại chiến dịch tranh cử hồi tháng 1 ở Iowa. Giọng ca pop hết lời khen ngợi: "Tôi không nghĩ có người phụ nữ nào tự tin hơn bà Hillary Clinton. Tôi có niềm tin chắc chắn rằng bà là người xứng đáng nhất lãnh đạo đất nước chúng tôi." Trước đó, truyền thông Mỹ cho hay ca sĩ Katy Perry nhận được hơn 70.000 Mỹ Kim để tham gia vào chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống của kỳ Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ. Nữ ca sĩ công khai ủng hộ bà Hillary Clinton trong một buổi hòa nhạc với hơn 4.000 người hâm mộ tham dự. Các bạn sắp được nghe tiếng gầm vào năm 2016 và xa hơn thế nữa, cô nói. Bên cạnh đó, ca sĩ Ellie Goulding, Ariana Grande Jennifer Lopez, diễn viên Dan Kruger, Kerry Washington cũng bày tỏ sự yêu mến bà Hillary Clinton qua mạng xã hội. Trái ngược với bà Hillary, ứng cử viên Đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump lại vướng không ít rắc rối với các nhân vật giải trí. Hôm 9 tháng 3 vừa qua, hãng thông tấn xã Reuters vừa đưa tin vụ người mẫu Jamaica Alexia Palmer kiện công ty người mẫu của ông Trump chuẩn bị có phán quyết trong tháng này. Trong đơn kiện, Palmer yêu cầu công ty Trump Models bồi thường 225.000 Mỹ Kim vì đã vi phạm hợp đồng lao động. Theo thỏa thuận, trong thời gian làm việc tại Mỹ, cô chân dài này được trả 75.000 Mỹ Kim một năm. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian 3 năm, số tiền mà cô nhận được chưa tới 4.000 Mỹ Kim. Chia sẻ với Reuters, người phát ngôn của tỷ phú Donald Trump cho biết, công ty nghề mẫu Trump Models đáp ứng tiêu chuẩn ngành công nghiệp thời trang trong khi đó, luật sư Lawrence Rosen tin tưởng công ty của ông Trump cần chắc phần thắng trong tay. Trước đó, ca sĩ Adele và trưởng nhóm Aerosmith Steven Tyler từng lên tiếng yêu cầu cựu trùm hoa hậu chấm dứt dùng ca khúc của họ trong chiến dịch tranh cử. Trong một lá thư gửi đến ông Trump, phía Steven Tyler nhấn mạnh rằng việc sử dụng ca khúc khiến công chúng ngộ nhận rằng Tyler ủng hộ ông này ra tranh cử Tổng thống Mỹ với kết quả 1.606 phiếu đại biểu sau ngày 15 tháng 3, bà Hillary Clinton đang tạo nên một khoảng cách gần như không thể săn lấp được trước thượng nghệ sĩ Bernie Sanders. Dù khả năng đánh bại bà Clinton là cực kỳ mong manh nhưng ông Sanders vẫn tuyên bố không bỏ cuộc. Điều mà người ủng hộ bà Clinton vô cùng lo ngại. Chúng ta hãy chờ xem kết quả của những lần bỏ phiếu tiếp theo. Chương trình bình luận của Đài VBTV xin tạm dừng ở đây. Quý quý xin cảm ơn quý vị đã bỏ thời giờ theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị ở chương trình kỳ sau.